Trong ngày đầu năm mới, không khí Tết Canh Tí 2020 đang rộn ràng ở khắp các vùng miền. Cùng với cả nước, đồng bào các dân tộc Bố Y và La Chí ở vùng cao Hà Giang cũng hòa mình vào không khí phấn khởi vui tươi để đón một cái Tết mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, khắp những con đường bản làng, bên tường rào đá của đồng bào các dân tộc trên vùng núi cao Hà Giang lại rực lên sắc đào đỏ thắm. Cùng với đó là cuộc sống thanh bình của người dân nơi đây. Chị Phan Thị Yên là người dân tộc Bố Y, một trong những dân tộc có số dân ít nhất của tỉnh Hà Giang, sinh sống tại thôn Nậm Lương, xã Khuất Tiến, huyện Quản Bạ. Những ngày này, chị Yên thường xuyên phải dậy rất sớm để tập văn nghệ chào mừng Tết Canh Tí. Đối với chị, được tham gia đội văn nghệ trong những dịp lễ Tết không chỉ đem lại sự gắn kết cộng đồng mà còn là cách giữ gìn bản sắc văn hóa đã có từ lâu đời của dân tộc mình. Bọn em là thế hệ trẻ thì phải giữ nét văn hóa dân tộc mình thì rất là tích cực giữ, sợ nét văn hóa dân tộc của mình mai một đi ạ. Quả tuyên truyền thì bọn em lúc nào phải tiếp thu, xong cũng đi tập đầy đủ với các bà. Mặc dù dân số ít, nhưng cho đến nay, đồng bào dân tộc Bố Y vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp. Đồng bào thường làm xôi nếp nhuộm đỏ, làm bánh dày, bánh chưng, mổ lợn, gà để cúng tổ tiên, trời đất. Trong những cái ngày đầu xuân, người Bố Y thường có tục cả làng đứng ra quét những cái suối quẩy, xua đuổi những cái xấu đi. Thế cho nên người ta cũng diễn tả lại bằng một số cái điệu múa nghi lễ tôn giáo. Tết của đồng bào La Chí và đồng bào Bố Y tuy địa bàn khác nhau nhưng đều có chung một cái điểm. Tết là sum họp gia đình, nhưng Tết cũng là biểu dương cái sức mạnh của cả cộng đồng, của cả làng xóm đoàn kết và vui chung vui để đón Tết, đón năm mới. Ngoài Tết khu Cù Tê hay còn gọi là Tết rằm tháng 7 thì người dân tộc La Chí cũng cùng ăn Tết cổ truyền với đồng bào cả nước. Theo phong tục truyền thống, những người đứng đầu trong các bản làng, hội đồng già làng gồm các tộc trưởng của các dòng họ tập trung tại nhà già làng chọn ngày tốt, ngày đẹp để tổ chức ăn Tết. Cái ăn Tết này thì là có ăn Tết cổ truyền thì cũng cùng các dân tộc thôi. Cách chuẩn bị ấy, cá chép, ruộng với là chim, với là xôi, với là hoa rừng để cúng cho tốt cây đúa, cây ngô và gia súc gia cầm phát triển tốt. Rồi là mọi con cháu may mắn. Xong cái cúng tất cả người là tập trung ở đấy. Vừa hát, vừa giao lưu, vừa là uống rượu. Ngày đầu năm mới, đồng bào La Chí ở Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang nô nức đón xuân vui Tết bằng những lời ca tiếng hát và những trò chơi dân gian độc đáo, đặc biệt là trò chơi đu quay. Không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, mà chính là cách thực hành, biểu hiện các tín ngưỡng dân gian của dân tộc La Chí. Những năm vừa qua, thì cấp ủy chính quyền ở xã thì cũng rất là quan tâm đến vấn đề là khôi phục lại, đồng thời là giữ gìn bằng những hình thức là trước hết là đối với những người già làng, người nghệ nhân dân gian là phát huy vai trò của đội ngũ này thì làm sao là khôi phục lại những cái lời hát rồi là những cái bài cúng rồi là một số những cái phong tục tốt đẹp khác. Trong những năm qua thì triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch luôn xác định công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là vùng đồng bào có dân tộc dưới 10.000 người cũng là một nhiệm vụ cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược và cần phải được thực hiện thường xuyên và lâu dài. Với ý nghĩa nhân sinh biểu trưng và lòng tự hào quyết tâm bảo vệ bản sắc dân tộc của người La Chí hay Bố Y, những trò chơi, điệu múa hay bài hát luôn được đông đảo đồng bào dân tộc nơi đây đón nhận và giữ gìn, góp phần tích cực vào việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc.